Ngày 24 tháng 7, đại diện Phủ Tổng thống Ai Cập, Liên đoàn Ả Rập và ngoại giao đoàn nhiều nước tại Ai Cập đã đến viếng, ghi sổ tang, chia buồn về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vòng hoa của Đại sứ quán Trung Quốc gửi đến Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập ghi: Đại sứ quán Trung Quốc tại Ai Cập vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong sổ tang, Đại sứ Liêu Lực Cường viết: Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo kiệt xuất của nhân dân Việt Nam và người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc. Cũng trong sáng 24 tháng 7, đại diện Phủ Tổng thống Ai Cập, ngài Abdel Aziz El Sherif đến ghi sổ tang và viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Viết trong sổ tang, ngài Abdel Aziz El Sherif khẳng định: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo kiên trung, đã hiến dâng cả đời mình để phụng sự sự nghiệp của đất nước và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp nổi bật trong công cuộc đổi mới, phát triển và tăng trưởng của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Những đóng góp vĩ đại của Tổng Bí thư sẽ mãi là dấu mốc nổi bật trong lịch sử Việt Nam và in đậm trong tâm trí người dân Việt Nam, dành trọn tình yêu và sự kính trọng của nhân dân Việt Nam cũng như toàn thế giới. Đến ghi sổ tang và viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Ai Cập hôm nay, còn có đại diện ngoại giao đoàn nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế như Liên đoàn các quốc gia Ả Rập, Đại sứ quán các nước Singapore, Philippines, Indonesia, Triều Tiên, Syria, Rwanda, Đại sứ quán các nước Panama, Dominica, Brazil, Malta, Tòa thánh Vatican, Libya, Yemen, Ấn Độ, Cộng hòa Dân chủ Congo, gửi điện chia buồn về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thực hiện thông cáo đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về lễ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Nhân dân thành phố thông báo như sau. 1. Thời gian: lễ viếng từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024, thứ Năm, và từ 7 giờ đến 12 giờ 30 ngày 26 tháng 7 năm 2024, thứ Sáu, lễ truy điệu lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024, thứ Sáu. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1. 2. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang treo cờ Tổ quốc theo nghi thức cờ rủ, có dải băng tang màu đen, có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ. Băng vải đen buộc, không để cờ bay và chỉ kéo cờ tới 2/3 chiều cao của cột cờ. Vị trí treo cờ rủ tại vị trí treo cờ hàng ngày. Ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng trong 2 ngày quốc tang 25 và 26 tháng 7 năm 2024. 3. Nhân dân đến viếng và các đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có phân công trường đoàn, trang phục trang trọng, sậm màu, nghiêm túc theo nghi thức quốc tang. Sinh viên, học sinh, công nhân, viên chức, công chức, người lao động mặc đồng phục theo trường, đơn vị, không mang theo vòng hoa, trái cây, nhang đèn. Cá nhân mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân, không mang theo túi sách, chỉ mang theo dải băng viếng tang, kích thước dài 80cm nhân cao 15cm, màu đen, chữ trắng, có dòng chữ ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân chuyển do ban tổ chức chuẩn bị. Các đoàn thu xếp đi xe chung để giảm áp lực giao thông. 4. Đối với đoàn đại biểu của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành, khu vực phía Nam, các cơ quan, đơn vị, các tập đoàn, tổng công ty trung ương trên địa bàn thành phố, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, đề nghị gửi văn bản đăng ký hoặc trao đổi trực tiếp qua điện thoại với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trước 10 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2024 để ban tổ chức bố trí lịch viếng cụ thể vào khung thời gian phù hợp. 5. Phân bổ thời gian viếng tang của các đoàn: từ 7 giờ đến 8 giờ 30 ngày 25 tháng 7 năm 2024, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng, đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ, đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 579 và các binh chủng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, đoàn đại biểu thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố,
đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ trí thức, tôn giáo, cựu chiến binh, công nhân, nông dân, phụ nữ, kiều bào. Đoàn đại biểu thành đoàn, đại diện thanh niên, thiếu nhi tiêu biểu của thành phố. Đoàn đại biểu các cơ quan ngoại giao, 28 cơ quan. Đoàn đảng ủy Bộ Tư lệnh thành phố, Đoàn đảng ủy Công an thành phố, Đoàn đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố. Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024, đoàn đại diện các cơ quan trung ương đóng tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu các tỉnh thành phố. Từ 11 giờ đến 13 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024, đoàn đại biểu các cơ quan ngoại giao. Từ 13 giờ đến 17 giờ 30 ngày 25 tháng 7 năm 2024, đoàn đại biểu các ban đảng thành ủy, ủy ban kiểm tra thành ủy, văn phòng thành ủy, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, văn phòng ủy ban nhân dân thành phố. Đoàn quân, dân, chính đảng thành phố Thủ Đức và các quận huyện, các sở ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội thành phố. Đoàn đại biểu các doanh nghiệp thành phố, quần chúng nhân dân. Đoàn đại biểu các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc thành ủy, các quận đoàn, huyện đoàn, các tổ chức chính trị xã hội khác. Từ 17 giờ 30 đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024, đoàn quân, dân, chính đảng thành phố Thủ Đức và các quận huyện, các sở ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội thành phố tiếp theo. Các đoàn theo đăng ký vào quần chúng nhân dân. Từ 7 giờ đến 12 giờ 30 ngày 26 tháng 7 năm 2024, đoàn đại biểu các trường trung học trên địa bàn quận 1, quận 3, đoàn công an ban chỉ huy quân sự thành phố Thủ Đức và các quận huyện, đoàn đại biểu các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, các đoàn theo đăng ký và quần chúng nhân dân. Như đã đưa tin, theo thông báo của ban tổ chức lễ tang, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trong hai ngày quốc tang, đồng chí Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ban tổ chức lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thông báo mới nhất từ Công an thành phố Hà Nội, để đảm bảo an ninh trật tự tại lễ quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân khi đến viếng tại lễ quốc tang cần mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc VNID để thực hiện quét mã QR khi qua các chốt kiểm soát. Công an thành phố Hà Nội đã bố trí trang bị các điều kiện cần thiết tại mỗi điểm lắp đặt máy quét mã QR để phục vụ nhân dân thực hiện thao tác quét mã thuận lợi khi đến viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại quê nhà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Công an huyện Đông Anh cũng thông báo phân luồng các tuyến đường vào nơi tổ chức lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội. Theo đó, lực lượng chức năng cấm các loại phương tiện từ gầm cầu chui thôn Lại Đà, trục đường chính giữa thôn Lại Đà, cuối xóm trại Lại Đà. Điểm để phương tiện giao thông cho khách đến viếng là khu vực bãi ven đường Trường Sa, phía trước khu chung cư Eurowindow, Đông Chủ, Đông Hội. Tại đây gửi xe miễn phí. Nhân dân sau khi gửi xe, đi bộ vào khu vực lễ viếng theo các hướng chỉ dẫn. Ban tổ chức cung cấp xe điện miễn phí phục vụ người già, người tàn tật, người có sức khỏe yếu đến viếng. Các tuyến đường Đông Hội, đường D Tả Hồng, đoạn từ cổng thôn Trung Thôn đến cổng thôn Đông Trù, từ gầm cầu Đông Trù đến hết thôn Đông Ngàn, cấm các phương tiện xe ô tô đi qua. Công an huyện Đông Anh cũng thông báo, để đảm bảo an ninh an toàn theo yêu cầu của Bộ Công an, đề nghị nhân dân khi đến viếng mang theo căn cước công dân gắn chip hoặc điện thoại có cài đặt VNID để quét mã QR tại các điểm kiểm soát. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chính quyền thành phố sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân đến viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất trong thời gian diễn ra tang lễ vào hai ngày 25-26 tháng 7 năm 2024. Nhân dân có thể đến viếng Tổng Bí thư theo đoàn hoặc đăng ký riêng lẻ sẽ được ban tổ chức sắp xếp
trẻ em có thể đi cùng người lớn đến viếng. Người dân cũng chỉ cần mang theo căn cước công dân khi tới viếng. Đăng ký trực tiếp tại bàn đăng ký trước Hội trường Thống Nhất và người dân có thể đến viếng bắt đầu từ 13 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, để việc tổ chức lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trang trọng, chu đáo và thuận tiện cho các đoàn và quần chúng nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã dự kiến các khung giờ viếng. Theo khung giờ dự kiến của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dân sẽ viếng Tổng Bí thư từ 13 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024, từ 7 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024.